Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phụ kiện công nghệ, đó là miếng lót chuột kim sạc không dây luôn nha các bạn. Kim sạc nhanh không dây. Đây, đây là bề ngoài của cái hộp của miếng lót chuột. Ở bên đây là cái thông số. Cái miếng lót chuột này là tới 10W là sạc nhanh nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra một miếng lót chuột. Đấy, cái bộ này thì nó có màu đen, còn vân gỗ đen. Đấy, vân gỗ đen kèm theo một dây cáp sạc. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn. Rồi các bạn nhìn sơ qua cái phần của nó đánh dấu nè, cái phần này là mình để cái điện thoại lên sạc không dây nha các bạn. Đó, đây là hai cái đèn, khi mình cắm điện vô nó sẽ cháy đèn. Còn ở mé bên đây là cái chui để mình ghim cái cổng USB vô. Đó, ở phía sau là nó ốp một cái miếng bằng nhung hay gì đó, cho nó im, cho nó không có trầy cái bàn á. Rồi, ở đây thêm có một thông số của nó nữa nè. Thông số là 5V 2A, rồi 9V 2A, sạc nhanh 2 chấm 3 chấm. Đó, là công suất của nó là 10W nè. Đó. Rồi, cái kích thước miếng này để mình đo cho các bạn xem luôn nha. Kích thước của nó là 30. 3022 nha các bạn, 3022. Thì khi mình mua mình để lên cái bàn làm việc, hoặc là mình bỏ vô cái cặp mình cũng vừa nữa nha. Cặp laptop của mình mang đi cũng vừa, rất tiện. Thì ví dụ mình để một con chuột bên đây. Đấy. Rồi mình cắm dây vô mình sạc. Các bạn lưu ý là nếu mà cái điện thoại của mình muốn sạc được không dây, sử dụng được trên cái bàn phím này, trên cái miếng lót này, thì điện thoại của bạn phải có chế độ sạc không dây nha các bạn. Như mấy cái điện thoại xưa hồi xưa á, là không có chế độ sạc không dây thì mình không có sử dụng được miếng lót chuột nha các bạn. Mấy cái điện thoại mà đời mới bây giờ có chế độ sạc không dây á thì sẽ sạc được. Đây, mình ghim vô. Đây là cái cổng này, nó cổng như USB nha các bạn, cổng micro á, cổng micro USB. Rồi mình cắm vô. Rồi thứ nhất thì mình lấy cái cốc sạc điện thoại mình ghim vô, mình cắm điện. Nếu mình không cắm điện thì mình lấy cục sạc dự phòng vẫn được luôn. Hiện tại mình lấy cục sạc dự phòng mình ghim vô cho các bạn xem nha. Đấy, khi mình ghim vô á, các bạn để ý hai cái nút đèn này đang phát sáng ha, phát sáng. Mình bật lên lại nè, các bạn để ý là hai cái này nó phát sáng nè. Đó, các bạn thấy sáng không? Rồi, mình đặt đúng cái vị trí của nó. Ví dụ cái điện thoại của mình là Samsung S8 thì có chế độ sạc không dây, thì chỉ cần mình để đúng cái vị trí của nó là nó sẽ bắt không dây liền nha các bạn. Rồi mình để lên thử nha, để đúng cái vị trí nó ngay chính giữa của nó nè. Mình để đúng nó mới hiện lên, còn nếu mà chưa đúng thì mình di chuyển cho nó đúng nha. Đó, các bạn thấy trái đèn nó hiện lên chưa? Đó, sạc nhanh không dây. Sạc nhanh không dây, để mình zoom lại cho các bạn xem nha. Để mình zoom lại cho các bạn xem nha. Hiện tại nó đang sạc không dây, nó cháy đèn nè, để mình bật lên cho nó mình bật cho nó sáng lên cho các bạn xem nha. Đây, sạc nhanh không dây 100%. Tại cái điện thoại mình sạc đầy rồi đó, là nó đã báo 100% là sạc đầy rồi ha, nó báo sạc nhanh không dây đó. Còn cái bên đây thì mình làm miếng lót chuột, cái này này vân gỗ nè các bạn. Đó, vân gỗ màu đen đó, có mượt. Miếng cái miếng này ở trên thị trường mình bán là dạng
giá dao động từ 350 đến 388 nha các bạn. Các bạn có nhu cầu thì các bạn nhắn tin hoặc gọi điện qua Zalo, là số điện thoại mình có ghi ở dưới hết. Các bạn có nhu cầu thì các bạn check Zalo hoặc gọi điện trực tiếp tên đó luôn. Nếu các bạn mà đăng ký kênh của mình á thì mình sẽ được hỗ trợ miễn phí vận chuyển cho các bạn luôn nha. Các bạn nhớ check Zalo hoặc là muốn gọi trực tiếp luôn vẫn được. Còn các bạn comment ở dưới phần mà YouTube á thì cái mấy cái phần đó là bên bên mình ít khi nào đọc lắm, cho nên không có ít có nhiều việc á, cho nên không có thấy được những cái tin nhắn ở trên YouTube của các bạn. Cho nên các bạn muốn có liên hệ nhanh gọn lẹ gọi điện hoặc chat Zalo trực tiếp luôn là chính xác 100%. Đó là các bạn được sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển cho các bạn nào đăng ký kênh của mình. Đăng ký kênh được hưởng quyền lợi là miễn phí vận chuyển nè, được giảm giá 10 đến 30% cho những cái dòng khác. Mình mua những cái không phải riêng cái này, những cái khác mình vẫn được giảm giá đó. Rồi, xin chào các bạn.